Vâng, xin thân chào tất cả các anh chị em buổi sáng ngày hôm nay. Tên mình là Hannah Ái Han Trần. Mình là khoa học gia 32 năm ở nước Mỹ. 40 năm ở nước Mỹ, 32 năm phục vụ khoa học xét nghiệm, và mình đã từng là giám đốc và cố vấn khoa học xét nghiệm cho các viện đại học như là John Hopkins Medical School ở Maryland, và đồng thời cái viện khoa học nổi tiếng nhất ở nước Mỹ là Quest Diagnostic. Thì hôm nay mình được rất là hân hạnh được có mặt ở trên nhóm GIF để chia sẻ về một cái đề tài là phòng chống ung thư. Và lý do trước nhất là tại sao mình bị ung thư và cách phòng chống, quý vị ha. Và cách thứ nhất là trước sau, bây giờ mình xin nói là tại sao mình bị ung thư, quý vị. Thì quý vị biết rằng mỗi ngày đó, quý vị có biết rằng mỗi ngày cơ thể của chúng ta bị oxy hóa cả 100.000 lần mỗi ngày. Và những chất mà oxy hóa cơ thể mình là những chất gì, quý vị? Ánh sáng mặt trời, nước mình tắm, và đời sống thần kinh căng thẳng, và kể cả khí oxygen mình cần nó để mình thở, nhưng mà nó là con dao hai lưỡi và nó cũng oxy hóa cơ thể mình. Và ngoài ra tất cả những cái gì mà dạng hóa chất như là đồ ăn bảo quản, trong thức ăn, và thuốc tây là con dao hai lưỡi, nó cầm cự bệnh cho mình, nhưng mà nó là hóa chất cho nên nó sẽ tạo cho mình bệnh khác. Thì tất cả những thứ đó, và ngay cả cơ thể mình khi mình tập thể dục, mình workout á, mình cũng bị under stress, tức là sự căng thẳng của cơ thể nó cũng làm cho mình bị căng thẳng thần kinh, và do đó mình sẽ bị oxy hóa chính mình. Thì khi mà sự oxy hóa xảy ra đó, thì có nghĩa là tế bào của mình, hay là nói đúng hơn là cái gen của mình á, nó sẽ bị vỡ ra. Và khi cái gen của mình ở trong cái tế bào của mình mà nó vỡ ra, thì cái tế bào đó đã bị hư hại. Và tế bào đó đã bị biến đổi, và có nghĩa là nó là tế bào ung thư. Thì bây giờ mình làm sao mình minh chứng được với quý vị là mình đang bị oxy hóa. Thì quý vị có thể, mình có hai minh chứng. Cái minh chứng thứ nhất đó là thanh sắc. Mà nếu quý vị để ngoài môi trường thì thanh sắc sẽ bị rỉ, thì thanh sắc đã bị oxy hóa. Cái minh chứng thứ hai là trái táo. Nếu mà quý vị cắt trái táo làm hai, một nửa quý vị để trong nước chanh, một nửa quý vị để tự nhiên, thì cái bên tự nhiên không có nhúng nước chanh, nó sẽ bị nâu trong vòng vài phút. Và cái nửa trái táo thứ hai mà được nhúng nước chanh thì nó sẽ tươi thêm độ chừng 3-4 tiếng đồng hồ nữa và vẫn trắng. Thì có nghĩa là trong trái chanh đã có cái chất mà chống lại sự oxy hóa của môi trường. Ok, thì mình cũng đang bị oxy hóa cả 100.000 lần mỗi ngày. Và đặc biệt mình xin lưu ý các quý vị nào mà làm trong ngành nail đó, thì quý vị tiếp xúc với hóa chất, hơn 26 thứ hóa chất trong tiệm nail, và mình hít vô mỗi ngày. Đặc biệt là trong đó mình xin lưu ý là chất acetone, hai chất rất có hại là acetone là một, với lại chất formaldehyde là nó ở trong cái nước sơn móng tay, là chất ướp xác chết. Và chất acetone người ta dùng để làm chất nổ đó quý vị. Thì do đó anh chị em mình mà làm ngành nail thì sẽ bị expo, tức là bị cái nguy cơ bị ung thư cao hơn người bình thường quý vị ha. Thì may làm sao có chất, làm sao có cái chất chống lại cái sự oxy hóa. Thì cái chất đó nó nằm ở trong thiên nhiên, là trong rau củ và trái cây. Thì theo các cái vị khoa học gia mà chuyên về ngành này á, thì họ nói là mình phải ăn bao nhiêu thì mới là mỗi một ngày thì mới đủ bảo vệ cơ thể mình từ trên xuống dưới, thì phải ăn 10 chén và 5 màu. Thì rau thì mình phải ăn rau sống và rau đậm màu, chứ còn rau mà nấu canh thì nó cũng không còn tốt cho mình nữa rồi. Còn nếu mà trái cây thì mình ăn 5 màu. Thì tại sao? Tại vì mỗi màu nó có cái công dụng của nó là bảo vệ một cái bộ phận khác nhau trong cơ thể mình. Chẳng hạn như là về màu vàng, bảo vệ cho mắt. Màu cam của cà rốt bảo vệ cho da và tóc và mắt. Và màu đỏ bảo vệ cho tim, óc và khớp cho mình. Còn mà các cái màu đậm như là màu tím, màu đen, màu đỏ đó, màu đỏ đậm á, thì khi mà các cái màu nó bảo vệ cho một bộ phận khác nhau cho mình, do đó mình phải ăn 5 màu mỗi ngày. Thì nếu mình không ăn 5 màu đó quý vị, thì có nghĩa là mình đã không bảo vệ được cơ thể mình để chống ung thư. Thì bây giờ mình nói cái đó là cái tại sao mình ung thư ha. Và cách phòng chống là có cái chất thiên nhiên là từ antioxidant, là chất chống oxy hóa từ trong rau và trái cây, nó bảo vệ mình chống ung thư. Thì bây giờ mình nói chi tiết thêm một tí là cách phòng chống ung thư quý vị ha. Thì cách tốt nhất vẫn là ngăn ngừa, đừng để cho ung thư xảy ra cho mình quý vị nhé. Thì mình phải chủ động ngăn ngừa ung thư, và chủ động một cách toàn diện nữa. Có nghĩa là mình phải hỗ trợ ba cái bộ phận chính trong con người của mình, là cái phần ba phần nhá. Một phần thứ nhất là nói về tâm linh, tức là tiếng Anh nó gọi là spirit. Còn thành phần thứ hai á, là cơ cấu thứ hai, là cơ cấu trong cơ thể mình, là cái đầu của mình và bộ óc của mình, nói đúng ra. Và cái thứ ba là cơ thể của mình,
nhá. Thì bây giờ mình nói về phần thứ nhất là sự thăng bằng về tâm linh, nó hơi có tính cách về tôn giáo một tí. Mình chỉ nói ra đây tại vì mình có được cái minh chứng bằng khoa học của bác sĩ Daniel Rosie ở bệnh viện Bristol ở bên United Kingdom. Thì bà này làm cho viện ung thư. Thì bà này, bác sĩ này có nói rằng thì là bằng minh chứng khoa học á, là sự tin tưởng mạnh về tôn giáo là mỗi khi người ta bị bệnh, người ta thờ, người ta cầu nguyện thì nó làm cho người ta được an toàn và bình yên. Và do đó nó làm, nó giúp, nó hỗ trợ là cho cái cơ thể mình không có bị tiết ra những cái chất mà rất có hại khi mình căng thẳng và buồn phiền á, như là adrenaline và cortisol. Thì hai cái chất này khi mình buồn phiền, phiền muộn, giận dữ, stress, depressed, trầm cảm thì nó tiết ra quá nhiều thì nó sẽ làm cho hư hại hệ thống miễn nhiễm. Và do đó cái sự mà thăng bằng về tâm linh nó cũng có thật sự có minh chứng về khoa học là nó giúp cho mình được hỗ trợ chống ung thư. Tại vì các cảm xúc như là căng thẳng, phiền muộn, giận dữ mà nếu cứ xảy ra thường xuyên thì và dài hạn đó thì dẫn đến làm cho cái sự co rút của cái gen của mình. Và khoa học đã minh chứng rằng cái gen của mình nó hình xoắn đó quý vị. Khi mà mình relax, mình vui vẻ thì nó nằm với cái dạng đó, nhưng mà nếu mà khi mình buồn phiền stress thì nó co lại. Khoa học đã minh chứng điều đó. Thì do đó cái thành phần tâm linh và cảm xúc nó liên hệ tới cho phòng chống ung thư là như thế. Cái thành phần thứ hai đó quý vị là cái thể dục. Thì thể dục nó phòng chống ung thư là tại vì nó cung cấp cái khí oxygen cho mình và nó tẩy độc cho tế bào của mình. Thì khi mà mình tập thể dục thường xuyên đó thì nó tống ra, tại vì khi mình tập thể dục thường xuyên nó tống ra chất độc qua cái mồ hôi. Thì có hơn 3 triệu tuyến mồ hôi ở trên đầu mình và trong cơ thể mình quý vị ha. Và công dụng của tuyến mồ hôi là ba điều. Cái thứ nhất là nó điều hòa hệ thống thần kinh cho mình, nó giữ cho cái hệ thống thần kinh của mình được thăng bằng. Ngạc nhiên thay ha, lẽ nhiên. Và và đồng thời đó, cái khi mà tập thể dục á, cái tuyến mồ hôi á, nó cũng làm cho giữ ấm cho cái nhiệt độ cơ thể của mình. Và cái thứ ba quan trọng nhất là nó tống ra chất độc cho mình. Thì thường thường đó, trong cái đời sống hàng ngày bình thường, từ nước tắm và từ ăn uống đó, mình có thể bị nhiễm độc như là khá thường xuyên là arsenic, từ trong gạo hoặc là từ trong các cái bột, ok, rồi cadmium trong nước và thủy ngân từ trong cá, mình ăn cá biển mà nhỡ nó ngộ độc thì cũng mình cũng có thể bị. Thì nhưng mà nhờ cái sự xuất ra mồ hôi mà nó tống ra được những cái chất độc này. Và đồng thời ngạc nhiên thay quý vị, xuất mồ hôi nó cũng cho ra một cái chất sát trùng gọi là dermicidin, và nó giúp cho sát trùng cái da của mình, và do đó da mình được bảo vệ, phòng chống bệnh tật và ung thư luôn. Thì cái đó nói về là tập thể dục. Thì bây giờ mình nói về ba cái mà phải tập thể dục thường xuyên và đều đặn quý vị ha. Thì nói về ba cái thứ tập thể dục. Thể dục thứ nhất á, là thông dụng, là gọi là aerobic exercise, thì tiếng Việt Nam mình gọi là thể dục hiếu khí đi. Thì thể dục hiếu khí nó giúp cho mình gia tăng nhịp đập của tim, và do đó nó hỗ trợ cái oxygen được chuyên chở hết khắp người mình, đặc biệt là óc. Thức ăn của óc mình là oxygen đó quý vị, và được chuyên chở đến óc mình bởi tế bào hồng huyết cầu. Thì khi mà mình tập thể dục á, thì cái tim nó đập nhanh hơn và nó giúp cho chuyên chở cái hồng huyết cầu nó lên óc cho mình, và do đó óc mình được cung cấp khí oxygen. Ok, thì do đó nó bảo vệ trong cái sự mất trí nhớ, chống mất trí nhớ bằng cách là tập thể dục thường xuyên quý vị nhá. Thì bây giờ nói về ung thư thì cái đề nghị của các cái bác sĩ mà về chống ung thư đó, thì khi mình tập các cái thể dục mà hiếu khí gồm có đi xe đạp, đi bộ, bơi lội, và kể cả các cái bộ môn thể thao như là đánh tennis hay là gì đó, và kể cả nhảy đầm quý vị ha, thì cái đó là cái bộ môn mà tập thể dục aerobic exercise đắc ý nhất của mình. Và kể cả tập võ nha quý vị. Rồi, và bây giờ mỗi lần mình tập thể dục á, thì mình nên tập 20 phút mỗi lần và 3 lần một tuần. Ok, và khi mình tập mình cũng nên monitor, mình cũng nên theo dõi cái độ tim đập của mình, là để cho nó đúng cái chuẩn trước khi mình ngừng tập, để mà nó cái kết quả nó xuất mồ hôi tốt ra cho mình ha. Thì với cái độ chuẩn của cái cho người 20 tuổi chẳng hạn, thì là cái độ chuẩn của nhịp tim đập là 130 cho tới 150 đập mỗi một phút. Còn cho những người tuổi già như mình là 62 tuổi thì cái độ chuẩn là 104 cho tới 120 phút. Ok, thì đó là nói về thể dục hiếu khí như là aerobic exercise. Thì cái thể dục thứ hai mà mình làm á, để mà hỗ trợ trong cái sự phòng chống ung thư đó, là thể dục về cử tạ, hay là nó gọi là resistance training. Thì cái cử tạ thì mình
cử tạ thì mình cũng vậy, mình không có cần phải kéo tạ nặng là tại vì mình không có phải là bio cơ bắp, mà mình cử tạ để chống ung thư thì mình kéo cái những cái tạ mà nó đủ sức của mình để mình kéo, và mình tập mỗi một cái lần như vậy mình lặp đi lặp lại là 20 lần và 45 phút mỗi lần quý vị ha. Thì đó là về resistance training hay là cử tạ. Và cái cách tập thể dục thứ ba để phòng chống ung thư đó quý vị, mình thấy ít người làm nhưng mà rất là quan trọng, nó gọi là thể dục nhảy dội ngược á, dùng cái trampoline thì nó gọi là rebouncing. Ok, thì nếu mà nhảy dội lên và dùng cái trampoline nhỏ, lý do tại sao nó rất là quan trọng trong cái việc phòng chống ung thư là tại vì cơ thể mình có một cái hệ thống nó gọi là lymphatic system, thì là hệ thống bạch huyết. Thì bạch huyết cầu của mình nó có 5 loại ha. Thì có một cái loại mà chuyên về để phòng chống bệnh tật và ung thư đó, thì là nhất là ung thư đó, tẩy tế bào ung thư ra cho mình đó, nó gọi là lymphocyte. Thì đó là cái tế bào mà nó công dụng của nó là tẩy độc và tẩy tế bào ung thư cho mình. Thì đặc biệt của cái tế bào này á, nó chỉ kích hoạt khi nào mà mình nhảy dội ngược. Ok, thì người ta đã tìm ra được điều đó và do đó người ta khuyến khích mình làm. Ok, thì để cho cái, nếu thành ra do đó cái lý do đó là những người mà ngồi suốt ngày làm những cái nghề ngồi nhiều như là ngành nail của mình, hay là các cái vị làm về computer, hay là ngày xưa mình làm khoa học xét nghiệm mình cũng ngồi nhiều lắm, thì đó là những cái lý do cái ngành ngồi nhiều bị ung thư, là tại vì cái hệ thống bạch huyết mà để tống ra cái tế bào ung thư đó, nó chỉ kích hoạt và hoạt động để tống ra tế bào ung thư cho mình khi nào mình xuất mồ hôi và khi nào mình nhảy lộn ngược với cái trampoline. Ok, thì đó là cái thể dục thứ ba mà đặc biệt chuyên về phòng chống ung thư. Ok, thì bây giờ mình nói qua cái phần khác, cái phần kế tiếp là về cách dinh dưỡng. Dinh dưỡng là cái chính để mà phòng chống ung thư một cách hữu hiệu quý vị ha. Thì nó liên hệ luôn là cách sống lành mạnh của mình. Thì dinh dưỡng đúng đó quý vị, cần phải có vitamin, khoáng chất và các chất béo tốt. Thì nói tóm lại đó là mình cần 90 chất khác nhau mỗi ngày và 22 thứ chức ăn khác nhau. Đó là lý do mà quý vị chắc phải dùng thực phẩm bổ sung thôi, tại vì không ai ăn được như vậy ha. Thì mỗi một ngày nếu mà mình không ăn đủ 10 chén và 5 màu đó quý vị, thì cái tế bào mình có cái nguy cơ là bị biến đổi cái gen và do đó thành tế bào ung thư, là tại vì mình đang bị oxy hóa mà. Thì mình cái sự oxy hóa nó làm cho cơ thể mình ân, thì khi mà mình bị oxidative stress á, thì là tức là sự căng thẳng về do sự oxy hóa tạo ra, thì cái ung thư nó cao lên. Ok, thì do đó mình phải ăn 10 chén và 5 màu mỗi ngày. Và ngoài ra đó quý vị có biết rằng, mình xin nhấn mạnh ở cái chỗ này về đường ruột của mình nhé, rất ngạc nhiên thay là đa số cái hệ thống miễn nhiễm nó nằm ở trong đường ruột, thì mình do đó mình phải bảo vệ cái đường ruột tột độ. Và để cho cái dinh dưỡng mình ăn 10 chén và 5 màu mỗi ngày được hấp thụ tốt, thì mình phải bảo vệ cho nó sạch sẽ, thì mình có thể hỗ trợ thêm bằng cách là mình dùng cái những cái chất có probiotic như là yogurt. Thì nếu mà nói về yogurt đó, thì mình chỉ có thể tốt nhất là ăn cái Greek yogurt, thì nó cao, nó có nhiều calcium và nó có nhiều cái gọi vô. Xin lỗi quý vị nha, cứ điện thoại bị gọi. Rồi, và sau đó đó, cái thứ hai đó, nếu mình không ăn được nhiều yogurt vì đường ruột mình yếu hoặc là bao tử yếu chẳng hạn, thì mình dùng cái probio của công ty Pharmanex New Skin để hỗ trợ cho cái đường ruột của mình. Thì cái đó là những thứ dinh dưỡng mà mình phải ăn. Bây giờ nếu mà nói về những chất ăn rồi thì quý vị biết rồi, nhưng mà các thức ăn phải tránh thì cũng nhiều lắm quý vị ơi. Thì bây giờ mình đọc xuống đó, cái thức ăn đầu tiên mà mình đặc biệt là mình phải tránh là đường. Ok, thì tất cả các loại đường coi như là mình phải tránh rồi. Và kể cả đường nó gọi là cane sugar, đường mía cũng không ăn được. Mà mình lưu ý với quý vị đó, cái đường gọi là fructo corn syrup, fructo là đường fructo, ok, và corn là bắp và syrup là chất lỏng. Thì quý vị phải đặc biệt đọc tất cả các cái nhãn hiệu của các thức ăn ngoài kia và phải tránh, tại vì cái corn syrup, cái fructo corn syrup nó được minh chứng là tạo cho ung thư, nó là thức ăn tốt cho tế bào ung thư nhá. Và cái thứ hai đó là tất cả các cái đường hóa học, trong đó có aspartame á, thì quý vị cũng tránh, không nên ăn. Và cái thứ ba đó là quý vị phải để ý bột ngọt là monosodium glutamate, tiếng Việt Nam mình gọi là bột ngọt. Thì nó đầy dẫy trong các đồ ăn bảo quản, trong thức ăn của mình. Thì mình nói hơi 1-2 phút về bột ngọt là tại vì nó rất là độc. Thì bột ngọt đó nó làm hại cho tế bào óc nè, do đó mất trí nhớ,
rồi nó làm do đó mình bị nhức đầu kinh niên và nó làm hư cái pancreas của mình, tức là cái tụy tạng, và do đó nó làm cho mình bị tiểu đường và nó làm cho mình bị trầm cảm, rồi đồng thời bệnh tim. Thành ra bột ngọt tuyệt đối cần phải tránh, nhưng mà tiếc thay bột ngọt là khắp nơi quý vị ha. Thì do đó đa số bây giờ cũng đa số những người bình thường ngoài kia đó, chúng mình cũng đã biết rồi, thì những người cũng có ý thức là tránh bột ngọt, thì các công ty chế tạo thức ăn họ đã biết điều đó, và họ cũng có một số công ty nó lừa gạt, họ lừa gạt mình đó bằng cách là họ thay thế cái chữ bột ngọt bằng những cái hóa chất mà ở dưới đây, tức là mười mấy hai chục thứ, thì mình sẽ trình lên cho quý vị bằng cái mình đánh ra rồi mình sắp sửa đưa lên cho quý vị để quý vị có thể chụp tấm hình ha. Thì bây giờ mình trình cho quý vị cái list của cái chất mà nó tương tự như bột ngọt mà bị lừa là không phải nhé, nhưng mà nó là bột ngọt. Thì quý vị có thể đấy thấy đây rồi chụp hình. Thì cái đó là nói về cách ăn uống, thì các cái chất đó mình phải coi chừng. Thì những cái chất mà đại khái là mình thấy cái chữ mà nó đầy natural flavor đó quý vị, cái đó rất là lừa phỉnh, coi chừng nhá. Rồi thì thức ăn thứ hai mà mình cần phải tránh đó là gọi là GMO, tức là nó cho genetically modified organism, tức là những cái thức ăn đã bị chế biến là mình phải tránh. Thì quý vị có biết rằng ngoài kia đó thì là 92% của bắp, mình không biết các nước khác nhưng mà nước Mỹ rõ ràng là 92% bắp và 94% đậu nành và tất cả các cái loại dầu canola và những cái đường mà làm từ trái bít màu đỏ nhỏ nhỏ và kể cả đu đủ, đường từ đu đủ mình cũng phải tránh tại vì nó là GMO quý vị nhé. Rồi ngoài cái thức ăn GMO ra đó, thì bây giờ mình nói về nồi niêu xoong chảo mà mình dùng để nấu nướng hàng ngày đó. Tất cả những cái loại nồi niêu xoong chảo bằng Teflon và polymer hoặc là PFOA là mình không mua, không nấu nướng bằng cái đó. Mà nếu mà nói đúng ra đó, cái loại nồi niêu xoong chảo mà mình có thể dùng để nấu nướng cho gia đình mình được mà thôi đó quý vị, là stainless steel. Cái đó mình dịch tiếng Việt không được, mình xin lỗi quý vị nhé. Stainless steel, cái loại mà nó trắng trắng mà bán đầy ở ngoài, mà trắng mà trong á, thì quý vị looking for that. Rồi sau đó là cái loại thứ hai là ceramic, thì tiếng Việt Nam hình như là sành thì phải. Còn cái loại thứ ba mình có thể dùng để nấu nướng cho gia đình được đó là bằng chất sắt, là bằng sắt gọi là iron cast. Ok, thì đó là ba loại cookware, ba loại nồi niêu xoong chảo mà mình có thể dùng để nấu nướng cho gia đình mình. Ok, ngoài ra những thứ khác mình phải tránh như là microwave, không microwave đồ ăn. Ok, và tất cả các cái loại gì màu trắng về thức ăn á, ngoài ra những cái thức ăn màu trắng như là bột trắng, gạo trắng, bánh mì trắng không ăn quý vị nha. Rồi nói về trái cây, thì trái cây bây giờ bị xịt pesticide, tức là thuốc diệt sâu khá nhiều đó quý vị. Thành ra đa số các trái cây như là dâu, táo, đào, nho, cherry, cà chua, kể cả spinach và ớt chuông và dưa leo đều đã, đó là những cái thứ trái cây và rau củ mà đa số bị dính chất sâu thì cũng không nên ăn, ngoại trừ phải mua organic quý vị ha. Thì nói đúng ra mình chia sẻ quý vị ở đây là bây giờ đó là mình cũng lâu lắm rồi, cả hơn 2 năm nay khi mình ý thức về ăn uống đó là mình không dám đi chợ bình thường nữa, là tại vì 95% ở ngoài chợ thường đó là thức ăn mình không ăn được. Thì để an toàn hơn đó quý vị, đi các cái chợ organic như là ở bên Mỹ này thì mình có Whole Foods, Trader Joe's. Thì đang quảng cáo cho Whole Foods Trader Joe mà không biết, ok. Thì cái đó là cái chỗ mà mình chỉ có đi vô mà mua thức ăn mà thôi. Nói tóm lại ăn organic. Và thịt đó quý vị, nếu mà quý vị nào mà còn ăn thịt mà chưa ăn rau chưa ăn chay á, thì thịt á, thì mình có nghe một cái vị khoa học gia chắc Dr. Joe Chang quá, nói rằng những cái động vật nào mà từ hơn 2 chân trở lên thì ăn càng ít càng tốt. Ok, mà nếu mình ăn chật vật 4 chân như là thịt bò chẳng hạn, thì thịt bò mình chỉ ăn grass fed beef mà thôi. Còn thịt heo thì nó không có trong thực đơn của mình, thì nên mình cũng không để ý, và tại vì thịt heo rất là bẩn. Rồi cái đó là ý kiến riêng tư của mình xin lỗi nhé. Nhưng mà mình chỉ bày tỏ ở đây thôi, tùy quý vị. Rồi ngoài ra cá thì mình phải ăn wild caught. Ok, wild là cá bắt ngoài biển hay là ngoài sông, chứ đừng có mua cá nuôi trong trại nha quý vị. Gà cũng vậy, gà đi bộ chứ đừng có mua gà nuôi. Thành ra coi như là phải organic chicken rồi nhá. Và cá là phải wild caught. Ok, rồi. Cái đó là còn trứng gà cũng vậy, trứng gà phải mua organic trứng gà, chứ không có được mua trứng gà vớ vẩn, phải không quý vị? Tại vì con gà nó ăn cái gì là vô cái trứng là mình ăn vô là mình cũng ăn cái đó thôi, thành ra phải organic thì lẽ dĩ nhiên. Rồi thì cái đó là ok. Và các cái loại tránh tất cả các cái loại thức ăn hay là nước uống trong chai plastic. Ok,
Và mình không trữ đồ ăn trong các cái đồ container bằng plastic, never. Tại vì nó tiết ra một cái chất mà có thể ung thư cho mình. Thành ra nếu mà trữ đồ ăn trong tủ lạnh, trữ bằng cái Pyrex glassware đó quý vị, bằng thủy tinh á, bằng Pyrex á, thì cũng tốt vậy. Ok, thì tránh plastic là tránh nước uống trong chai luôn, mà bằng plastic mua nước ở trong thủy tinh quý vị nhé. Rồi tránh tránh đậu nành. Đậu nành nó có nhiều estrogen, và qua cái sự biến chế của cái kỹ nghệ bây giờ thì đậu nành rất là độc. Thì có một cái ông doctor gọi là William Wong á, ông nói luôn một cái câu là đậu nành bây giờ đó là chất độc cho con người của mình. Và đặc biệt bây giờ, đặc biệt sau này mình hay nghe người ta nói cái câu là real men don't eat tofu. Ok, sự thật là tại vì có too much, có nhiều estrogen là kích thích của phái nữ ở trong đó. Ok, tránh quý vị ha, không uống sữa đậu nành và không ăn tàu hũ. Ok, thì cái đó là cái mình, cá nhân của mình rồi, qua sự học hỏi và đọc của mình rồi. Và quý vị đặc biệt nè, mình nấu nướng mình dùng rất là nhiều chất ướp, thì tất đa số các cái chất ướp ngoài kia nó có nitrite, N-I-T-R-I-T-E-S. Ok, thì cái chất đó nó cũng là một cái hóa chất tạo cho ung thư. Nhiều lắm quý vị ơi, phải đọc nhá, phải đọc label, phải đọc nhãn hiệu bất cứ một cái gì mình mua ha. Rồi kế đó là fluoride trong nước uống, mình không uống chất gì mà có fluoride. Rồi chlorine ở trong nước quý vị, chlorine ở trong nước tắm, ở trong hồ bơi. Thì hàng ngày mình tắm thì mình tắm, nếu mà nhà nào mà có những cái hệ thống lọc nước để lấy chlorine ra thì quá tuyệt vời. Còn nếu mà mình đi bơi á, mình kiếm những cái facility nào, những cái gym nào mà cái hồ bơi mà họ để muối á, thay vì chlorine. Thì cũng rất vui, hôm qua gặp Timmy Lít An Nguyễn đang ở Houston chỗ tôi này, thì mình có mention, mình có nói với An Nguyễn rằng thì là ồ, cái hồ bơi của An đẹp quá. Thì An mới nói, thì An có nói về maintenance cực này kia kia nọ, và có nói là về muối, thì mình ngạc nhiên. Thì té ra An Nguyễn cũng rất là update về cái sự phòng chống bệnh tật của ung thư. Thì lẽ nhiên vợ là dược sĩ thì phải có những kiến thức này đi trước người thôi. Thì ok, cái đó là cái chia sẻ. Hồ bơi phải có nước muối chứ không dùng chlorine nữa quý vị nha. Thì cái đó cũng là một cái vấn đề, phải đi tìm đúng cái hồ bơi để mà bơi nếu mình thích bơi. Rồi thì bây giờ cách phòng chống tích cực nhất, ok quý vị, tích cực nhất là mình cảm ơn bề trên, là mình có cái máy biophotonic scanner của công ty Pharmanex New Skin. Thì đây là cái dụng ở một cái lĩnh vực mà khoa học xét nghiệm như mình, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà nó tác dụng mà tìm được cái nồng độ gì ở trong máu mình mà không cần rút máu là mình rất là impressed, mình rất là ngạc nhiên. Và mình đã tìm hiểu về cái máy này. Đây là máy biophotonic scanner, cho những anh chị nào mới thì nó là công trình của 15 năm nghiên cứu và 100 triệu đô la mới cho ra cái máy này quý vị nhé. Và đằng sau cái máy này là 75 khoa học gia, tổng cộng là 150 hoặc là 160 vị rồi bây giờ. Thì 75 khoa học gia là tầm cỡ quốc tế nha quý vị. Và có những khoa học gia mà có cả hai bằng cấp, vừa MD vừa PhD, dễ sợ chưa. Thì mình còn nghi ngờ gì nữa về cái máy này quý vị ha. Thì mình không muốn đi sâu chi tiết vào cái máy này, nhưng mà nhờ cái máy này mà mình đã biết rằng đây là cái dụng cụ khoa học, một cái kỹ thuật khoa học mà duy nhất trên thế giới hiện tại mà cho rằng cho mình tìm được, biết được cái nguy cơ bị ung thư là cao hay thấp quý vị nhá. Thì mà không cần rút máu, không cần tốn 2.000 đô, không cần phải chờ 2 tuần nhá, để mà có kết quả trong vòng 30 giây mà mình biết được để mà mình phòng chống nhá. Rồi thì sau khi mình biết được cái máy này, cái số đo để cao nhất là 100.000, thì để cán mức an toàn là phải 50.000 điểm trở lên quý vị nhá. Nhưng mà tiêu chuẩn của mình là càng gần 100.000 càng tốt, thì tùy theo cái ước muốn của quý vị mà quý vị làm mà thôi nhá. Rồi thì khi mà quý vị bị đo đó dưới 50.000, ok, là mình có vấn đề, là mình phải, tức là cái sự ăn uống hàng ngày của mình, hoặc là cái đời sống thần kinh căng thẳng của mình, hoặc là cái công việc làm của mình, cái môi trường mình đang làm việc hàng ngày như là ngành nail chẳng hạn, thì nó bị, mình bị liên tục bị oxy hóa cơ thể nhiều hơn người bình thường, thì mình không ăn, mình không có đầy đủ 50.000 điểm hay không, thì mình phải hỗ trợ mà thôi. Và đây là mình sẽ bắt đầu mình cho quý vị những cái hỗ trợ mà mình đi theo cái thứ tự từ từ hà tiện nhất, à không không từ tiết kiệm, mình không nói hà tiện nhé, từ tiết kiệm nhất cho đến mà mình tùy theo khả năng tài chính của mình tăng dần lên để phòng chống ung thư. Thì cái tiết kiệm nhất đó là công ty mình có một cái sản phẩm gọi là Life Hack Nano, nhưng mà hôm nay thì mình dùng hết cái đó rồi, mình đang dùng cái này.
thì mình dùng Life Prime là cho những người 40 tuổi trở lên. Và nhưng mà khi mình dùng Life Prime mình phải hỗ trợ thêm là cái này mới được nha quý vị. Thì đây là Life Prime và Marine Omega thì nó tương đương với Life Nano của mình, thì anh chị dùng cái nào cũng được. Thì hai cái này là thức ăn dinh dưỡng cho tế bào của mình để bảo vệ, chống lại cái sự oxy hóa của môi trường, chống lại cái sự phá hoại tế bào của mình về gen, okay, và tế bào của mình nhé, mình xin lỗi. Rồi, rồi nếu mình có tiền hơn một tí nữa đó thì đây là cái mà không thể thiếu được trong sự phòng chống ung thư là Rishimak và Linh Chi. Rishimak mình không nói sâu vào thực phẩm về kỹ thuật và thành phần hôm nay, nhưng mình có thể nói cho quý vị biết là cái Rishimak là một cái chất nấm mà chống ung thư mạnh nhất trong tất cả các loài nấm, trong tất cả các thứ phòng chống ung thư. Thì đây là cái chất mà chống ung thư mạnh nhất, ok, thì phải có. Thì hà tiện nhất thì là cái này Life Pack Nano, hoặc là hai cái này cộng với cái Rishimak Linh Chi của công ty mình. Rồi nếu mình có tiền thêm mình tí nữa đó thì mình cộng thêm cái này quý vị. Cái này là Youth, cái này là Youth H Lock Youth, rất mê, mình rất mê cái này. Thì nếu mà nói về tại sao mình dùng cái này thì Life Pack Nano hay là cái chất bổ, cái hộp Life Pack thì nó là thức ăn cho tế bào của mình và nó chống lại cái sự phá hoại của môi trường, bảo vệ tế bào. Còn cái anh này á, là ấy lốc yút á, thì nó bảo vệ gen cho mình. Thì gen và tế bào mà được bảo vệ cùng một lúc thì đó là cái sự chống ung thư toàn hảo, đi với lại cái Rishimak quý vị ha. Rồi bây giờ nếu mà mình có tiền thêm tí nữa đó thì mình cho thêm cái tea green này. Thì tea green này trong cái công dụng của nó là bảo vệ hệ thống miễn nhiễm của mình, tại vì cái chất chống oxy hóa trong này catechin, ok. Rồi ngoài ra đó nó còn có thêm một cái tác dụng khác nữa mà rất nhiều người sẽ thích, là nó có cái tác dụng là thermogenetic, tức là nó tạo ra nhiệt để nó đốt mỡ cho mình, ok quý vị. Thì đây là Life Nano, rồi sau đó là quan trọng nhì là Rishimak, rồi quan trọng thứ ba là Youth. Này là theo cái sự học hỏi của mình thì mình bây giờ mình cho mình là như vậy đấy, mình dùng như vậy. Và sau đó là cái tea green quý vị ha, phòng chống ung thư toàn diện. Và thì cái bài nói chuyện của mình tới đây là chấm dứt. Xin chúc anh chị một ngày vui vẻ và chúc thành công, và xin hãy tích cực bảo vệ sức khỏe của mình. Là cách tốt nhất vẫn là đừng để cho ung thư xảy ra cho mình. Tại vì nếu mà đã xảy ra rồi thì too late, quá trễ quý vị nhá. Và xin cảm ơn sự có mặt của anh chị trên ngày hôm nay, và xin cảm ơn đội nhóm kia đã cho mình cơ hội này. Goodbye anh chị.